một ngày mới tốt lành lại bắt đầu. Yay, mình hai vạch rồi. Và chúng mình nên nói cho người sắp làm ba biết ngay thôi nào. Anh yêu à, chúng mình sắp trở thành ba mẹ rồi. Tiếc quá, ba của con lại bận vào lúc này. Vậy chúng mình sẽ dùng cách khác vậy. Hãy để TV nói cho anh ấy về em bé. Và chúng mình có vài tin tốt đây. Maeve nghĩ rằng mình có em bé. Anh yêu, em hai vạch rồi nè. Kế hoạch thành công, ba cuối cùng cũng nhận ra. Anh vui quá em yêu à. Xin lỗi, giờ anh phải đi rồi. Đây là điều hay xảy ra ở người giàu và nổi tiếng. Ưu tiên công việc. Là ai vậy? Ôi trời đất ơi, bạn làm mình sợ quá. Nhưng không có gì để lo sợ cả. Đây là bảo vệ riêng dành cho Mae. Cô nàng giờ cần gấp đôi an toàn mà. Mae sẽ không cô đơn nữa đâu. Anh yêu, mình cần nói chuyện. Giờ mình có ba người biết không? Martin chắc sẽ không hiểu. Đây nè, anh sắp trở thành ba rồi đó. Mabel, thật tuyệt vời. Ngồi yên nha, anh quay lại liền. Và kể từ lúc bây giờ, ba sẽ lo hết mọi thứ. Mang bầu rất quan trọng. Đây là vài quyển sách dạy làm mẹ. Em cũng cần ít vitamin. Martin, anh đi đâu nữa vậy? Mũ bảo hiểm nữa sao? Em bé cần được an toàn mà. Và Martin có cách riêng để bảo vệ điều này. Không được ra khỏi đây nha. Martin, anh không cần phải làm như vậy mà. Em lạnh không? Và có thể Mabel không nổi tiếng được như Mae. Nhưng mà cô nàng có một người chồng rất chu đáo. Siêu âm quả là một khoảnh khắc thú vị. Chúng mình có ai đây? Chào bé con. Là Mae. Và cô nàng có fan hâm mộ khắp mọi nơi. Bắt đầu thôi. Cô nàng thật xinh đẹp mà. Sao lại có người hoàn hảo như vậy? Và kết quả đã có rồi đây. Khách VIP sẽ được tốt nhất. Đây là em bé xinh đẹp nhất trên đời. Cảm ơn bác sĩ nha. Mình cùng chụp selfie nào. Cười. Tất cả mọi thứ cho fan hâm mộ. Và họ cũng không lấy tiền các người mẹ nổi tiếng ở bệnh viện này. Sự nổi tiếng cũng có ích đó nha. Bác sĩ có vài bức selfie chung với người nổi tiếng thật. Đây là ngày tuyệt nhất của anh chàng. Có ai giúp mình được không? Mình ở đây nè. Nhưng bác sĩ có việc tốt hơn để làm. Không thể tin được. Người mẹ bình thường cũng cần được chú ý mà. Đến lúc hành động rồi. Alo bác sĩ, làm việc nào. Bạn có bệnh nhân này. Mình chỉ hơi mất tập trung mà thôi. Sao bạn lại la lên vậy? Ở đây không còn gì thú vị. Một người mẹ bình thường và em bé cũng vậy. Và đây là kết quả nè. Cậu nhóc đáng yêu phải không? Bác sĩ, bạn muốn chụp hình không nè? Không chụp hình trong phòng khám nha. Trả tiền nào. Mẹo này không được rồi. Vẫn phải trả tiền. Sao mẹ làm được ta? Thật khó khi bạn là người mẹ ít nổi tiếng. Chào mừng đến buổi chiếu phim của Mae. Cả thế giới sẽ sớm biết em bé là con trai hay là con gái. Cánh nhà báo và fan đều đang rất tò mò. Chỉ là một ngày trong đời của người quan trọng. Mabel ở phía bên này thì không được may cho lắm. Buổi tiệc công bố giới tính của cô bị bỏ sót. Không công bằng. Mình cũng có buổi ra mắt phim mà. Bây giờ mình không có thời gian. Thật là tiếc. Mabel đã tốn nhiều thời gian cho mọi thứ. Và rạp phim đã sẵn sàng. Bộ phim sắp bắt đầu rồi. Xem nào. Và là bé trai. Mae rất là hạnh phúc. Đến phần thông báo rồi. Cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người. Nhưng cũng có một bà bầu khác đang ở dưới sân khấu. Lên đây nào bạn yêu. Đến giờ lành của Mabel rồi. Giờ thế giới sẽ biết em bé của cô nàng. Một phút nổi tiếng. Ai có thể từ chối được. Và là bé gái. Ngoại trừ cả phòng trống không. Không ai quan tâm về em bé ít nổi tiếng này. Mabel, bạn đừng buồn nha. Mae lúc nào cũng hợp mốt. Cô nàng luôn được yêu thích. Bắt đầu nào. Thay đổi ngoại hình trong tích tắc sao? Chắc rồi. Nó sẽ được nhiều lượt thích. Đơn giản. Mình không kịp với Mae. Nhưng mình có thể copy. Mabel sẽ làm tuyệt lắm đây. Các bạn à, tặng mình lượt thích nào. Đi thôi. Sao? Nó không khó mà. Chỉ một chút nữa thôi. Và Mabel sẽ trở nên siêu nổi tiếng. Nhưng bạn không nên phá trend nha. Sai một chút là hỏng ngay. Đừng đi mà mọi người. Nhưng Mae lúc nào cũng hỗ trợ người bạn ít nổi tiếng này. Mabel lúc nào cũng cố gắng cả. Yay, cô bạn có một lượt like nè. Sự nổi tiếng chỉ quanh đây thôi. Chúng mình có đêm xem phim yên tĩnh. Xem phim nào đây?
Nhưng mình không có lựa chọn. Không có gì ngoài Maeve. Maeble, không phải tại mình nha. Mọi người yêu mình quá thôi. Mình thắc mắc có bộ phim nào cô nàng không tham gia không? Chúng mình sẽ phải xem phim kinh dị. Bắt đầu nào. Chúng mình có vài đồ ăn vặt. Và đừng quên đeo kính lên nha. Nó thật là chân thật mà. Nhưng zombie đáng sợ quá. Em bé không nên thấy thứ như vậy. Em bé sẽ rất tự hào về mẹ của mình. Cô nàng có rất nhiều giải thưởng. Nhưng mình nghĩ là mình có khách. Thật là bất ngờ. Lại là fan hâm mộ với quà cho người nổi tiếng tương lai. Và chụp vài bức hình nào. Thật là tuyệt khi ở gần người nổi tiếng. Nhưng đến lúc người mẹ tương lai nghỉ ngơi rồi. Sự quan tâm này thật là mệt mà. Bé yêu, đây là nôi của con nè. Mẹ mong con sẽ thích nó nha. Và Maeble không có khách thăm. Có nhiều việc quan trọng cần làm bây giờ. Nhà trẻ đã sẵn sàng. Đến lúc học cách để thay tã cho em bé rồi. Mọi thứ cô nàng cần đã có. Mẹ đã sẵn sàng để hành động rồi đây. Trong sách nói gì đây ta? Được rồi, xem nào. Chúng mình cần tả lót. Giờ quấn nó lại và giữ bé của mình. Xong, thật là đơn giản. Maeve quá bận để học quấn tả lúc này. Cô nàng có buổi gặp mặt quan trọng khác. Cảm ơn, mình thật vinh dự mà. Và mình sẽ dành ngôi sao này cho con trai mình nha. Và giờ là truyền thống chính đây. In tay lên sao. Và vết in của em bé nữa. Em bé đã trở thành người nổi tiếng rồi. Và Maeble đang đi dạo mua sắm. Cô nàng đang cần bộ quần áo mới. Và tất nhiên, mọi chiếc áo đều có Maeve ở trên. Mình cần mua chúng ngay lập tức. Nhưng mình không thể quên phần em bé được. Wow, là từ bộ sưu tập mới của Maeve nè. Nhìn chúng đi. Hãy mua chúng trước khi các fan hâm mộ mua hết. Chọn tốt đó. Bạn trả bằng gì? Ủa, túi mình gần như trống rỗng rồi. Cái này thì sao? Xem này, Maeve và mình là bạn đó. Cho bạn xem thôi. Ủa không, tình bạn không trả được tiền đâu. Bạn phải dùng tiền nha. Chà, mình sẽ quay lại lúc khác nha, được không? Ít nhất bạn có thể lấy bao nhiêu túi tùy thích. Chuyến mua sắm này thật thất bại mà. Nhưng không sao cả, mình có thể sáng tạo. Kéo ơi, làm việc nào. Lấy một chiếc váy thông thường và dán lên nhãn hiệu được thiết kế. Đây là một suy nghĩ độc đáo đó nha. Mang bầu không có nghĩa là quên tập thể thao. Maeble và Maeve đã đến rồi. Đến lúc tập luyện rồi nè. Và sao có thể tập mà không selfie được. Maeble, bạn ổn chứ? Bạn của cô nàng sắp đạt được kỷ lục thế giới rồi. Nhưng tập luyện thật là khó. Một lỗi sai và bị bỏ lại. Tập yoga thì như thế nào đây? Dễ như là ăn bánh. Và Maeve cũng tập nó nữa. Fan cô nàng đang chờ xem thêm selfie. Được rồi, hãy làm cùng nhau nào. Hãy làm những tư thế phức tạp như Maeve. Lại thất bại nó rồi. Sắp làm được rồi. Mình sẽ không được like nếu cứ như vậy. Và cuối cùng, vài động tác khởi động. Nhưng Maeve lại dẫn trước bạn của mình. Thật điêu luyện mà. Cô nàng có thể làm cùng một lúc. Tập luyện và cả ký tên. Mang bầu dẫn đến việc chân bị sưng. Bàn chân nhỏ nhắn biến đâu mất tiêu rồi. Giờ chúng là thứ mình có. Mình rất là tiếc, Maeble. Bạn phải quên hết mấy đôi giày xinh đẹp thôi. Thay giày nào. Nhưng vẫn không có ích gì. Đây đúng là ác mộng mà. Đừng lo, Maeble. Lấy dép của mình đi. Tuyệt quá. Thật là thoải mái. Bạn có đi không, Maeve? Cô nàng chỉ còn giày cao gót. Và hóa ra, ngay cả mẹ nổi tiếng cũng không thấy phiền về điều này. Mình nghĩ là mình có thể đi chân trần đó. Đến lúc ăn trưa rồi. Đồ ăn đây thưa quý cô. Xin lỗi nha, mình không cố ý. Sao không có ai chú ý đến người mẹ ít nổi vậy? Mình ngán lắm rồi. Đừng khóc mà. Và chúng mình lại có thêm phiền phức khác đây. Sao bạn dám? Mình là người nổi tiếng đó nha. Đừng mong có nhận xét tốt. Maeble, để mình giúp. Nhưng nó không tệ lắm. Giờ các mẹ có đồ ăn vặt thú vị rồi. Pizza với sốt kem thật là ngon. Thử đi Maeve. Nó trông ghê quá. Nhưng sao lại không thử? Ngon quá à. Phục vụ à, mang hết menu lên nha.
Phụ nữ mang bầu có những sở thích ăn uống riêng của họ. Có gì tốt hơn đồ ngọt và mặn? Bữa trưa hôm nay rất là ngon. Giấc mơ thành sự thật. Mabel đừng lên trang bìa của tạp chí. Nhưng bức ảnh trông thật tệ. Mabel đừng buồn mà, mình có thứ này cho bạn nè. Thật tốt quá à. Ra đây là thứ làm Mabel thấy buồn đây. Bọn nhà báo đó lúc nào cũng làm hỏng cả. Lại là gì nữa đây? Ô không, là fan ư? Không phải bây giờ đâu mà. Mình không có thời gian. Mình sẽ ký tên cho các bạn sao? Mình chán điều này quá. Mabel, bạn luôn muốn trở thành ngôi sao phải không? Đây là ý tưởng nè. Nhưng chúng mình phải đổi vị trí cho nhau. Xong rồi, xin chúc mừng. Giờ bạn là ngôi sao rồi đó. Và đi ra ngoài nào. Các fan đang đợi bạn kìa. Mabel ở vị trí trung tâm. Và nó thật là tuyệt. Không ai chú ý về sự hoán đổi này. Mabel làm được rồi. Nhưng chúng mình đã giành nó sao nha. Những em bé sắp sinh ra rồi. Đi đến bệnh viện ngay. Các người mẹ sẽ được chăm sóc theo khách VIP. Cuối cùng họ cũng được gặp con của mình. Chiếc chăn vàng chắc chắn là phong cách của Maeve rồi. Và Mabel có thể ổn với chiếc chăn bình thường. Ai quan tâm ai nổi tiếng hơn chứ. Bạn thân là mãi mãi mà.